Xin chào bạn, video hôm nay mình sẽ nói về đồng hồ đo áp suất có dầu này ha các bạn ha. Và nó sẽ có rất là nhiều kiến thức về loại dầu này mà có thể các bạn chưa biết ha. Thì các bạn biết là dầu trong đồng hồ này sẽ có hai loại ha. Loại thứ nhất là dầu silicon và loại thứ hai là dầu glycerin ha. Và dầu glycerin là dầu thông dụng nhất ha các bạn ha. Nếu như các bạn mua đồng hồ ở Việt Nam thì phần lớn họ chăm 95% họ chăm dầu cho bạn là dầu glycerin ha các bạn ha. Và dầu silicon là loại dầu gì? Thì dầu glycerin của bạn á là nó chỉ thích hợp cho nhiệt độ dưới 60 độ C thôi ha các bạn ha. Nếu như nhiệt độ mua chất của các bạn mà trên 60 độ C bạn dùng dầu glycerin á thì cái dầu của bạn nó nhanh bị vàng và cái mặt số của bạn á một thời gian sau là sẽ không đọc được luôn ha các bạn ha. Cái dầu nó vàng quá, như ví dụ như là cái đồng hồ bên này ha các bạn ha. Đó, vì trong ứng dụng mà nhiệt độ cao hơn 60 độ C thì các bạn cần phải dùng loại dầu đó là dầu silicon ha các bạn ha, nó rất là thích hợp với nhiệt độ cao. Và trong trường hợp nhiệt độ thấp và thấp tới âm hơn 20 độ C, bạn lưu ý là âm hơn 20 độ C ha, thì các bạn dùng dầu glycerin này là cái dầu này nó bị đóng băng nha các bạn nha. Và trong các ứng dụng ví dụ như là hệ thống lạnh khí hóa lỏng hoặc là trong các cái nước mà có nhiệt độ thấp hơn âm 20 độ C thì các bạn sẽ dùng dầu trong đồng hồ này là dầu silicon nha các bạn. Và các bạn lưu ý nè, cái đồng hồ có dầu lúc nào nó cũng rất là tốt hơn so với cái đồng hồ không dầu ha các bạn ha. Đó thì nó sẽ là nó vừa giảm rung cái kim đồng hồ mà nó vừa có tác động bôi trơn các bánh răng làm cho cái đồng hồ của mình bền hơn các bạn ha. Nhưng mà một số lưu ý các bạn cần lưu ý khi mà bạn dùng đồng hồ dầu mình vừa nói khi nãy ha. Và cái điểm lưu ý thứ hai là khi mà bạn chăm dầu vào đồng hồ, bạn lưu ý ha, bạn chăm là chỉ chừng từ 80 cho tới 90% cái mặt đồng hồ này thôi ha các bạn ha, không được chăm nhiều hơn. Tại vì sao? Ví dụ như là dầu trong này là dầu glycerin, bạn đặc trưng của dầu glycerin á là nó sẽ hút ẩm ha các bạn ha. Nó tan vô hạn trong nước, có nghĩa là nó sẽ hút hơi ẩm vào nữa. Cho nên nếu mà các bạn lắp đặt đồng hồ và các bạn thông với khí trời thì quá trình sử dụng á, là cái dầu này nó sẽ hút ẩm vào càng ngày nó càng nhiều lên ha các bạn ha. Thì khoảng 10-20% để trống đó là để cho cái lượng dầu này nó sẽ hút ẩm vào. Đó. Thì bên mình chuyên về thiết bị đo áp suất và nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo thông tin mình để ở dưới phần mô tả ha các bạn ha. Nếu như các bạn có câu hỏi thì hãy comment bên dưới nha, để lại bình luận mình sẽ trả lời bạn trong phạm vi hiểu biết của mình. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video clip mới. Một lần nữa, xin cảm ơn.